Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà chị Lo và bây giờ là 3 giờ chiều nha cô chú anh chị. Dạ thì phía trước cũng có các cô cũng vừa đến là mua hàng ủng hộ cho chị Lo nha cô chú. Dạ thì vừa rồi là Sài Gòn trải ra một cơn mưa rất là lớn luôn nha cô chú anh chị. Ngày hôm nay thì khán giả cũng đến mua hàng cho chị Loan rất là đông nha cô chú. Hiện tại bây giờ thì bên trong cũng có anh Gáp cũng đến nhận hàng để đi giao cho khách nha cô chú anh chị. Thì anh Gáp này là cứ buổi chiều tối anh lại đến nhận rất là nhiều hàng luôn cô chú. Dạ thì cô khán giả cũng vừa vào mua hàng xong và bây giờ đi ra về nha cô chú. Cô đến mua bánh trung thu rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Dạ thì hiện tại bây giờ anh trai cũng vào mua hàng xong và bây giờ đi ra về nha cô chú anh chị. Trời Sài Gòn thì 2-3 ngày nay cứ mưa rất là lớn á cô chú. Trời hiện tại bây giờ còn vẫn mù đen luôn á cô chú anh chị. Đây cô chú. Phía trong thì cũng có anh trai Gáp cũng đang chờ người làm của chị Loan giao hàng nha cô chú anh chị. Phía trước thì cũng có anh Gáp cũng đến nhận bánh trung thu để đi giao cho khách nha cô chú. Dạ thì anh Gáp này là cứ buổi chiều với lại chiều tối thì anh lại đến nha chị Loan để nhận rất là nhiều hàng luôn á cô chú anh chị. Vừa rồi thì cũng có bị Bun cũng vừa ra trước nhà cô chú nhưng mà Bun cũng không có quay được cho cô chú xem á. Dạ thì hiện tại bây giờ là Bun cũng biết được một cái thông tin đó cô chú anh chị. Thì đến ngày 20 tháng 7 này cô chú là ngày cúng của mẹ của chú là sĩ Vũ Linh đó cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ chú cũng không còn nữa cô chú anh chị. Thì đến ngày 20 tháng 7 này thì chị Loan cũng sẽ làm một mâm cơm để cúng cho bà nội nha cô chú. Thì bà nội là mẹ của chú là sĩ Vũ Linh đó cô chú anh chị. Thì hồi trước là chú còn sống thì cứ đến ngày 20 tháng 7 thì chú cũng làm một mâm cơm để cúng. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chú cũng không còn nữa cô chú anh chị. Thì chị Loan cũng sẽ đảm nhiệm thầy thớ chú để cúng cho bà nội cô chú. Dạ thì cái thông tin của Vinh nói ra là rất là chính xác nha cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay là ngày 17 tháng 7 nha cô chú. Thì đến ngày 20 tháng 7 tới này sẽ là ngày cúng mẹ của chú là chị Vũ Linh, là chị Loan kêu là bà nội đó cô chú. Dạ thì hiện tại buổi chiều ngày hôm nay đó cô chú anh chị. Thì vừa rồi
Sài Gòn cũng mưa rất là lớn, cho nên là các cô chú khán giả cũng đến mua hàng cũng không có đông nha cô chú. Cô chú anh chị và các bạn xem video trong anh xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình được phát triển hơn cô chú anh chị. Ngày hôm nay thì buổi sáng cũng có các cô chú khán giả cũng đến mua hàng ủng hộ cho chị Loan Rai Rai nha cô chú anh chị. Hôm nay là ngày lỡ 1/9 đó cô chú, cho nên là các cô chú khán giả cũng đến nhà chị Loan ngày hôm nay thì cũng rất là ít luôn đó cô chú. Với lại nhà chị Loan thì thường thường buổi tối đó cô chú anh chị khán giả đến mì đông, còn ban ngày thì các cô chú cũng bận việc hết đó cô chú anh chị, cho nên là đến cũng thưa thưa thôi đó cô chú. Dạ thôi giờ Quỳnh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Quỳnh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha. Phía trước thì cũng có con trai của chị Loan á cô chú, thì cũng vừa đi ra bên ngoài. Dạ thì vừa rồi là con trai của chị Loan và người làm của chị Loan cũng đi ra bên ngoài có việc nha cô chú. Nói chung thì các con của chị Loan á cô chú anh chị rất là giỏi luôn, còn nhỏ nhưng mà cũng biết phụ chị Loan làm những công việc như là đóng hàng đồ cô chú, rồi rinh phụ hàng ra với các anh người làm đỡ xe đến xe bưu điện đến nhận đồ cô chú anh chị. Nói chung là các con của chị Loan thì rất là giỏi luôn. Vừa rồi thì bé Bun cũng ở bên trong nhà của chú anh chị. Nói chung là bé Bun là tất cả các cô chú khán giả đều yêu mến bé Bun hết đó cô chú. Thì ngày hôm kia bé Bun cũng về bên nội, các cô chú khán giả cũng đến nhà chị Loan mua hàng rồi cũng hỏi bé Bun để chụp hình chung với bé Bun rồi cô chú. Nói chung là bé Bun các cô khán giả ai cũng thích hết đó cô chú.